Cho nên bản thân thầy trong một thời gian ngắn ngủi không thể nào tập hết tất cả về thói quen các bạn được. Thầy chỉ gửi lại các bạn một vài thói quen cực kỳ quan trọng và gửi lại các bạn những phương pháp để làm sao các bạn kiểm tra lại và điều chỉnh những thói quen của mình thôi. Thầy đã chia sẻ cho nhiều cấp lớp khác nhau, nhưng có một bí quyết đó, từ tiểu học thậm chí mẫu giáo cho tới tận các lớp cao học cực kỳ đơn giản nhưng mà luôn luôn có hiệu quả các bạn. Đó là để lắng nghe hiệu quả hơn trong học tập đó. Và trong các tình huống khác của cuộc sống nữa, xin các bạn hãy tập thói quen sau đây. Nghe bây giờ các bạn làm được luôn. Xin các bạn hãy ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng không phải là gập cứng cái lưng mình lên nha. Ngồi thẳng lưng là thẳng lưng một cách tự nhiên, đừng để mình bị cúi xuống như thế này. Và thẳng lưng xong á, khi lắng nghe các bạn dùng tay đúng không ạ? Nhưng kể từ bây giờ hãy tập thói quen lắng nghe, dùng tay và ánh mắt của mình hãy hướng về người đang nói. Hãy nói ví dụ thầy đang đứng đây nói với các bạn chẳng hạn, cho dù các bạn ở góc nào đi nữa, xin hãy hướng ánh mắt về người đang nói là thầy. Khi các bạn ngồi trong lớp học, thầy cũng đang giảng các bạn á, xin đừng chỉ lắng nghe bằng tai mà cắm cúi xuống vào học. Xin các bạn hãy tập thói quen là nghe bằng tai, tay mình vẫn biết được và mắt mình hầu hết thời gian sẽ hướng về thầy cô đang giảng bài cho mình ở trên các bạn. Bởi vì khi mà nhìn thấy thầy cô như vậy á, các bạn sẽ thấy rằng các bạn nghe tốt hơn rất nhiều, các bạn chú ý tốt hơn rất nhiều và các bạn cảm nhận được không chỉ là kiến thức mà tâm tư, tình cảm và cả tâm huyết của thầy cô gửi đến các bạn nữa. Nghe bằng tai, sau rồi các bạn tập nghe bằng mắt á, dần dần các bạn sẽ tập được chuyện nghe bằng trái tim và các bạn sẽ cảm nhận được tất cả những thông tin mà người đang nói truyền tải cho mình. Và đừng chỉ nghĩ là trong lớp học không, các bạn ngồi nói chuyện với ba mẹ ở nhà, sau này các bạn đi làm việc, các bạn ngồi giữa học trong công ty chẳng hạn, hãy tập thói quen là ngồi thẳng, hướng ánh mắt về người đang nói, cho dù người đó là ai, và lắng nghe bằng tay, bằng mắt và bằng cả trái tim các bạn. Việc thứ nhất đó là những thói quen dường như quyết định số phận của bạn đúng không ạ? Cho nên điều chỉnh thói quen chính là chấm điểm cho cuộc đời mình. Thói quen thứ hai là có những thói quen mình tưởng là tốt nhưng thực ra không hẳn như vậy, và có những thói quen mình tưởng là không tốt nhưng thực ra nó còn xấu hơn rất nhiều các bạn. À, hồi nãy là những thói quen bình thường các bạn tưởng là không tốt đúng không ạ? Nhưng mà nghiên cứu của thầy chỉ ra là tất cả những thói quen được tích lũy từ thời học sinh đó các bạn, nó sẽ kéo lên thời sinh viên, nó sẽ kéo ra tận lúc các bạn đi làm. Và lý do vì sao mà gần như đa số những nhân viên người Việt Nam đi làm hồi nãy nói á, mắc phải căn bệnh mất tập trung khi làm việc trong công việc hàng ngày chính là từ những thói quen thời đi học các bạn. Cậu về có một cái bữa tiệc sang trọng và cậu uống rất say, xong rồi cậu lên cậu công khai chế giễu những đứa bạn ngày xưa bây giờ tụi nó kém hơn mình như vậy đó. Cậu cảm thấy thỏa mãn lắm, rồi say quá nên thay vì đi về khách sạn á, cậu đi loạn choạng về cái cổng làng ngày xưa, gặp thấy cô bán nước, cô nói cậu về rồi đấy à. Tự nhiên cậu nhận tỉnh ra được, trời ơi sao mười mấy năm rồi cô còn nhớ tôi, làm sao không nhớ được, cậu là cái đứa nhỏ giỏi nhất cái làng này từ xưa tới nay, nhưng cậu cũng là đứa nhỏ ngỗ nghịch nhất cái làng này từ xưa tới nay. Cậu đã làm cho mẹ của cậu đau khổ nhiều lắm cậu có biết không ạ? Nhưng sao giờ cậu mới về, trễ rồi, cô nói sao cô không hiểu, trễ cái chuyện gì, trời ơi cậu không biết gì hết hả? Đúng là cậu không mất hiếu mà, mẹ cậu tháng trước bị bệnh rất nặng, người ta phải đưa vào bệnh viện, bà hôn mê, bà mê sản nó gọi tên cậu thôi, rồi á, lúc tỉnh á, thì bà cứ đòi gặp cậu, vậy mà không biết vì sao cậu không biết, rồi những lúc tỉnh cuối cùng á, bà cứ nhờ người hàng xóm biết chữ viết gì một lá thư để gửi lại cho cậu còn khi bà qua đời. Cuối cùng bà cũng mất, chúng tôi phải lo tang cho bà. Lá thư đó tôi đang giữ đây, cậu về rồi thì cầm mà đọc đi, rồi không mất hiếu. Cậu cầm lá thư đi về căn nhà cũ, các bạn biết là nó cũ nát đi nhiều rồi. Bước vào bên trong á, mọi thứ cũ bụi, có cái bàn thờ người ta dựng tạm cho mẹ, nhưng bất nhiên không có lấy một cái chân nhang nữa các bạn, cảnh tóc như vậy đó. Cậu mới vào ngồi thắp lên một nén nhang cho mẹ, bắt đầu ngồi vào cái bàn ăn ngày xưa hai mẹ con cùng ăn á, mở lá thư ra, bên trong á chữ thì không quen nhưng lời thì quen thuộc vô cùng. Con trai yêu quý của mẹ, con ơi, mẹ không trách con một điều gì đâu, con yên tâm nhé. Mẹ xin lỗi con vì ngày đó lỡ qua nước ngoài làm cho con khó xử, mẹ không cố ý, mẹ chỉ nhớ con quá. Mẹ chỉ mong được gặp con, được ôm con vào lòng, được lắng nghe tiếng con như ngày còn nhỏ như vậy đó. Và mẹ cảm ơn con, vì ít ra trong chuyến đi đó, mẹ cũng đã nhìn thấy được con, đã nghe được tiếng con. Mẹ đã thấy được con của con, thấy được con dâu của mẹ, thấy được cơ ngơi của con bên đó. Biết con đang sống rất hạnh phúc, rất đầy đủ, là mẹ yên tâm rồi. Có lẽ mẹ đã gần đất xa trời, có một câu chuyện á, mẹ
bạn không dám kể bởi vì sợ con bị ám ảnh, nhưng bây giờ bạn xin phép kể để con hiểu hơn cho mẹ. Ngày mà con sinh ra là ngày hạnh phúc nhất đời của mẹ, mặc dù là bố mất sớm nhưng mà con lớn lên rất là khỏe mạnh. Năm con 2 tuổi con chơi với đứa nhỏ hàng xóm á, nó lỡ tay xô con té vào cái cọc tre, nghe tiếng la mẹ chạy ra, mẹ nhìn thấy con lăn lộn trên vũng máu mà rụng rời chân tay, không biết sức mạnh ở đâu làm mẹ bế sốc con lên chạy thẳng đến trạm xá. Máu của con và nước mắt của mẹ cũng ướt cả đường đi. Tới nơi bác sĩ nói một tin sét đánh, đó là con mắt của con, con mắt của con đã hỏng hẳn rồi, bây giờ phải nhanh chóng tìm một con mắt khác để thay vào cho con, phải tìm một con mắt khác để thay vào cho con. Mẹ chạy khắp nơi, mẹ tìm rất nhiều người ở nhà xác, ở bệnh viện, mẹ xin ai đó cho một con mắt phù hợp, nhưng không một ai đồng ý, thậm chí họ đuổi đánh mẹ, thậm chí họ gọi mẹ là bà điên. Tự nhiên mẹ có một ý nghĩ điên rồ, đúng rồi, mẹ điên thật rồi, bởi vì mẹ là mẹ của con, vì sao mẹ không thể cho con một con mắt được? Vậy là mẹ chạy về quỳ lại với bác sĩ, nói bác sĩ ơi, hãy lấy con mắt của tôi đi, hãy lấy con mắt của tôi đi, để thay cho con tôi cho kịp. Bác sĩ cuối cùng cũng đồng ý, hên là mẹ phù hợp với con. Và cuộc phẫu thuật chóng vánh vội vàng ở bệnh viện huyện đó đã thành công với con, nhưng mà thất bại với mẹ. Chẳng những người ta lấy đi con mắt của mẹ mà còn làm hỏng dây thần kinh ở khuôn mặt, làm cho mặt mẹ trở nên biến dạng, trở nên xấu xí, để mẹ phải để cái tóc che như thế này. Để nhiều năm sau á, mẹ trở thành nỗi xấu hổ, nỗi nhục nhã của con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, nhưng mà con biết không, ngày mà con mở được đôi mắt trở lại nhìn bình thường á, mẹ hạnh phúc lắm, bởi vì mẹ biết con của mẹ chắc chắn sẽ sống hạnh phúc trên cuộc đời này. Con ơi, mẹ chuẩn bị đi về bên kia thế giới, nếu như con kiếp sau á, con đừng làm con của mẹ nha con, bởi vì số của mẹ khổ lắm, con sẽ bị khổ theo. Nhưng nếu như con kiếp sau á, mẹ vẫn mong muốn được đồng hành cùng con trong cuộc đời này bằng một cách nào đó, bởi vì mẹ vẫn yêu thương con nhiều nhất trên cuộc đời này. Bởi vì mẹ vẫn yêu thương con nhiều nhất trên cuộc đời này. Các bạn biết, có những điều á, thật sự ba mẹ giấu các bạn, giấu cho tới tận cuối đời, giống như là đôi mắt của người mẹ chuột này vậy đó các bạn. Giống như cái tai nạn năm đó mẹ không bao giờ muốn kể ra. Có thể các bạn đang ngồi trong mái trường bình yên như thế này, nhưng ở ngoài á, ba mẹ bạn cho dù làm công việc gì, cho dù ở vị trí nào, cũng phải đối mặt với bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu khó khăn và thậm chí là bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Cho nên thầy muốn nói một câu thôi, ba mẹ đang cố gắng dành những điều tốt nhất cho các bạn khi các bạn còn nhỏ như thế này. Mong các bạn hãy cố gắng học hành, mong các bạn hãy cố gắng có một sự nghiệp tốt, mong các bạn hãy có sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, để ít nhất á, ba mẹ cảm thấy yên tâm, ba mẹ cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi tốt hơn nữa đó, xin các bạn hãy làm sao sau này lớn lên á, mình đủ khả năng, mình đủ điều kiện để cho ba mẹ những điều tốt nhất ở tuổi già của họ, giống như là họ đã cho mình những điều tốt nhất ở trong tuổi thơ của mình.